cựu cán bộ công an lừa đảo hàng loạt, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng, lãnh án 25 năm tù. Bắt khẩn cấp phó chi cục thi hành án dân sự ở Đồng Nai vì nhận hối lộ. Chồng bà Trương Mỹ Lan bất ngờ được tòa tuyên hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản. Hé lộ bí mật cuộc ngã giá trên ô tô giữa vị cảnh sát với ba kẻ buôn ma túy. Vì sao nữ cán bộ công an không nhận tội vụ cháy karaoke An Phú? Bộ trưởng Nội vụ thừa nhận chưa có nước nào nhiều xã huyện như chúng ta, chi nuôi bộ máy rất lớn. Kính thưa quý vị, mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt Vũ Quý Lãm, sinh năm 1986, cựu cán bộ công an phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, án tổng hợp 25 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Lãm bị cáo buộc gây nhiều vụ lừa đảo, bị công an quận Long Biên, huyện Gia Lâm và công an thành phố Hà Nội cùng khởi tố vụ án năm 2020, sau đó nhập vụ án để cấp thành phố giải quyết. Lãm bị khởi tố bị can đầu năm 2021 nhưng sau đó đình chỉ. Trong những năm tiếp theo, anh ta tiếp tục gây thêm 3 vụ lừa đảo, bị công an Khánh Hòa khởi tố tháng 7 năm 2021, bị công an Đà Nẵng khởi tố 2 vụ án trong các năm 2021 và 2022. Lãm bị bắt vào tháng 5 năm 2022 tạm giam tại Khánh Hòa nên công an thành phố Hà Nội phục hồi điều tra các vụ lừa đảo liên quan. Trong vụ án tại Hà Nội, Vũ Quý Lãm và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt của 10 người và ngân hàng VP Bank tổng số hơn 20 tỷ đồng. Anh ta khai phạm tội do cần tiền ăn tiêu và sử dụng vào mục đích cá nhân. Thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, thông qua các trang web mua, bán bất động sản như chợtốt.com, bấtđộngsản.com, v.v., Lãm tìm hiểu thông tin về chủ sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ, cần bán. Sau đó Lãm liên lạc với người bán, giới thiệu mình tên Hoàng là người đi mua đất, yêu cầu chủ sở hữu chụp ảnh sổ đỏ gửi cho mình. Nhận ảnh, Lãm cùng đồng bọn làm giả sổ đỏ, rồi lợi dụng sơ hở, đánh tráo lấy sổ đỏ thật. Ngoài ra, Lãm còn sử dụng thủ đoạn tự nhận bản thân có khả năng vay tiền ngân hàng với lãi suất thấp bằng hình thức thế chấp sổ đỏ, yêu cầu người vay tiền đưa sổ đỏ cho mình. Sau đó Lãm phân công các đối tượng trong nhóm làm giả giấy tờ tùy thân của chủ đất, ký hợp đồng chuyển nhượng, cầm cố hoặc ủy quyền cho người khác nhằm mục đích chiếm đoạt tiền. Cơ quan chức năng xác định Lãm cùng đồng bọn đã chiếm đoạt 10 sổ đỏ của nhiều người, trong đó có bà Nguyễn Thị Luân, sinh năm 1966 ở Hà Nội. Theo cáo trạng, bà Luân là chủ sở hữu thửa đất có diện tích hơn 200m² tại quận Long Biên, Hà Nội. Tháng 10 năm 2019, vợ chồng bà Luân có nhu cầu bán thửa đất trên nên nhờ cháu họ giao bán trên mạng Internet giúp mình. Đọc được thông tin trên, Lãm giả là người mua đất liên hệ với bà Luân. Khi được bà Luân cung cấp ảnh chụp sổ đỏ qua Zalo, Lãm cùng một số đối tượng hiện chưa xác minh được lai lịch đã làm giả sổ đỏ mang tên bà Luân. Đồng thời, Lãm hứa hẹn sẽ mua thửa đất của bà Luân với giá 12 tỷ đồng, mục đích đánh tráo, chiếm đoạt sổ đỏ của bà Luân. Ngày 28 tháng 10 năm 2019, Lãm cùng đồng bọn mang theo sổ đỏ giả đến nhà bà Luân đặt cọc mua đất. Lợi dụng lúc bà Luân sơ hở, Lãm đánh tráo, lấy sổ đỏ thật, trả cho chủ nhà sổ đỏ giả. Tương tự thủ đoạn trên, Lãm cũng chiếm đoạt sổ đỏ mảnh đất đứng tên ông Lê Đức Lương, sinh năm 1959 ở Long Biên, Hà Nội. Theo cáo trạng, tháng 7 năm 2019, ông Lương bảo con trai giao bán thửa đất đứng tên mình tại huyện Gia Lâm, Hà Nội trên mạng Internet. Biết được thông tin về thửa đất, Lãm cùng một số đối tượng đã làm giả sổ đỏ đứng tên ông Lương. Sau đó, Lãm và một phụ nữ chưa xác minh được lai lịch giả là người muốn mua thửa đất của ông Lương, hẹn gặp con trai chủ đất tại một quán trà ở quận Long Biên. Gặp nhau, Lãm đề nghị con ông Lương cho mình xem sổ đỏ. Lợi dụng lúc con ông Lương sơ hở, hai đối tượng đánh tráo sổ đỏ thật thay thế bằng sổ đỏ giả. Theo tài liệu điều tra, sau khi chiếm đoạt được sổ đỏ thật của các chủ đất, Lãm cùng đồng bọn đã làm giả giấy tờ, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của chủ đất, thuê người giả danh chủ đất, ký hợp đồng chuyển nhượng cho người khác nhằm chiếm đoạt tài sản của họ. Cụ thể, sau khi chiếm đoạt được sổ đỏ của bà Luân, Lãm phân công Nguyễn Thị Hậu tìm thuê người đóng giả chồng bà Luân. Nhận lệnh, Hậu đã tìm người, sau đó trực tiếp chụp ảnh chân dung và lấy dấu vân tay của người được thuê, cung cấp cho Lãm làm giả chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của gia đình bà Luân. Thông qua người quen, Hậu liên hệ, đặt vấn đề và được anh Nguyễn Công Thức, sinh năm 1980 ở Hà Nội, nhận cầm cố thửa đất trên với giá 2 tỷ đồng trong 2 năm
theo chỉ đạo của Lãm. Ngày 29 tháng 10 năm 2019, hai người được thuê đóng giả vợ chồng bà Luân nhập vai, ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở với anh Thức. Đáng nói, sau phi vụ trên, Hậu và người giả danh đều chưa được Lâm cho tiền như hứa hẹn. Đối với sổ đỏ của ông Lương, sau khi chiếm đoạt được, nhóm của Lãm giao bán thửa đất trên lên mạng xã hội, đồng thời Lãm phân công đồng bọn tìm thuê người giả danh ông Lương để ký hợp đồng chuyển nhượng đất cho người có nhu cầu. Bắt khẩn cấp Phó Chi cục Thi hành án dân sự ở Đồng Nai vì nhận hối lộ. Ngày 17 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự ông Nguyễn Đình Thành, Phó Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp ông Lê Công Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Sau khi thực hiện lệnh bắt giữ đối với những người trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và thu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ án. Trước đó, một người dân trong tỉnh gửi đơn tố cáo hành vi của ông Nguyễn Đình Thành đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định các cá nhân trên có dấu hiệu tội phạm nên thi hành lệnh bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra. Chồng bà Trương Mỹ Lan bất ngờ được tòa tuyên hủy bỏ lệnh phong tỏa tài khoản. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hành bản án sơ thẩm giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới do bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Thịnh Phát cùng 33 đồng phạm thực hiện. Đồng thời, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông báo rằng các bị hại và những người có quyền lợi liên quan vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ khi bản án được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đơn kháng cáo có thể được gửi qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào ngày 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm với các tội danh lừa đảo hơn 30.081 tỷ đồng, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới khoảng 106.730 tỷ đồng. Theo phán quyết, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tổng hợp hình phạt bà Lan phải chấp hành là án chung thân. Bên cạnh đó, tòa buộc bị cáo Lan bồi thường toàn bộ hơn 30.081 tỷ đồng cho 35.824 người bị hại. Về án phí dân sự sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan phải chịu 30,2 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án, ông Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Lan, bị phạt 2 năm tù vì đồng phạm giúp sức vợ rửa tiền 33 tỷ đồng. Bà Trương Huệ Vân, cháu bà Lan và bà Ngô Thanh Nhã, em dâu bà Lan, cùng lĩnh 5 năm tù vì giúp sức bị cáo Lan lừa đảo tiền của trái chủ. Các bị cáo còn lại bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án từ 2 năm tù treo đến 23 năm tù giam. Ngoài việc tuyên phạt các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự, hội đồng xét xử còn tuyên giải quyết một số vấn đề dân sự liên quan đến vụ án. Trong quá trình điều tra, nhà chức trách đã phong tỏa tài khoản của ông Chu Lập Cơ. Trong thời gian điều tra và xét xử sơ thẩm, ông đã nộp lại số tiền 33,3 tỷ đồng liên quan đến hành vi rửa tiền và không có nghĩa vụ bồi thường dân sự. Vì vậy, hội đồng xét xử tuyên hủy bỏ lệnh phong tỏa và trả lại cho bị cáo. Đối với tài khoản đứng tên ông Trương Mễ, em trai bà Lan, có số dư 10 tỷ đồng, hội đồng xét xử cho rằng quá trình điều tra chưa đủ căn cứ xác định tài sản trên có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Mặt khác, bà Ngô Thanh Nhã, vợ ông Mễ, không có nghĩa vụ bồi thường, đã nộp 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả nên tòa quyết định hủy bỏ ngăn chặn giao dịch đối với tài khoản này. Trong quá trình xét xử, bà Nhã cho biết chồng mình bị bệnh nặng, đang điều trị ở nước ngoài và xin hội đồng xét xử hủy bỏ lệnh kê biên đối với tài khoản trên để ông Mễ có kinh phí điều trị bệnh. Về nguồn gốc hình thành số tiền 10 tỷ đồng, bị cáo Nhã khai đây là tài sản hai vợ chồng bà tích lũy trong nhiều năm không liên quan đến vụ án. Đối với những tài khoản đứng tên các con gái của bà Lan, tòa xác định một số tài khoản đã được giải quyết trong giai đoạn 1 nên tiếp tục phong tỏa. Bên cạnh đó, những tài khoản có liên quan đến vụ án, tòa tuyên tiếp tục phong tỏa nhằm đảm bảo trong quá trình thi hành án. Ngoài ra, trong vụ án còn rất nhiều tài sản chưa được làm rõ như
dự án khu Tứ Giác Bến Thành, dự án khu đô thị và khu tái định cư Việt Sinh tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nên tòa chuyển cho Bộ Công an tiếp tục điều tra và làm rõ. Hé lộ bí mật cuộc ngã giá trên ô tô giữa vị cảnh sát với ba kẻ buôn ma túy. Trong cáo trạng vụ án mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định Nguyễn Thị Kim Hương, 39 tuổi, ở quận Long Biên là đầu mối nhận, tổ chức tiêu thụ ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Khoảng tháng 6 năm 2019, Hương muốn tạo điều kiện để Trương Tuấn Dũng, 48 tuổi và Nguyễn Thế Thành, 32 tuổi ở Thừa Thiên Huế có niềm tin và yên tâm bán ma túy cho mình nên đã sắp xếp cho hai người đến nhà trọ của Hương ở số nhà 15, ngõ 987 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Sau đó Hương gọi điện thoại cho Hà Minh Đức, cựu cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an quận Long Biên, đi ô tô hiệu Mazda CX-5 màu trắng đến đón ba người rồi đi lòng vòng tại quận Long Biên. Trên xe, Hương giới thiệu cho Đức làm quen với Dũng và Thành. Hương nói đây là anh Đức, cán bộ đội ma túy công an quận Long Biên, để anh em biết mặt nhau và trình bày việc mua bán ma túy đã có Đức đảm bảo an toàn. Ngày 23 tháng 9 năm 2019, Lê Hồng Hải, người sống với Hương như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn, cùng Nguyễn Thành Đức, 35 tuổi, ở Hà Nội, bị công an quận Long Biên bắt quả tang khi đang đi giao ma túy. Tối cùng ngày, Hương báo Hà Minh Đức thông tin trên và được Đức trấn an. Theo cáo trạng, bằng kinh nghiệm, Hà Minh Đức biết cơ quan điều tra sẽ khám xét các địa điểm liên quan nên đã nhờ người khác dặn Hương phải dọn dẹp, cất giấu toàn bộ ma túy và những vật dụng liên quan ra khỏi nhà trọ. Sau khi nhận chỉ đạo, Hương dọn toàn bộ tang vật chuyển sang căn phòng 204 do Hương thuê trước đó tại địa chỉ số 273 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang. Ngày hôm sau, đúng như Hà Minh Đức dự đoán, nhà trọ của Hương tại số 15, ngõ 987 Ngô Gia Tự bị khám xét. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không phát hiện, thu giữ được đồ vật, tài liệu gì liên quan đến ma túy. Đến khoảng cuối tháng 9 năm 2019, Nguyễn Thành Đức được trả tự do và bàn giao cho công an phường Đức Giang đưa đi cai nghiện. Lãnh đạo công an phường Đức Giang đã giao Nguyễn Văn Hưng, cán bộ, người trước đó cũng đã giúp Hương vận chuyển ma túy, và Đào Thành Đạt, cảnh sát khu vực chịu trách nhiệm làm các thủ tục để Đức cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy số 6, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Hưng đã báo cho Hương và được nhờ tạo điều kiện bố trí để cô ta và mọi người gặp Nguyễn Thành Đức trước khi đi cai nghiện. Hưng đồng ý và sắp xếp Đức gặp Hương và Dũng tại nhà riêng của vị cán bộ công an ở số 17 Ngô Gia Tự. Đầu tháng 1 năm 2020, Nguyễn Thành Đức hoàn thành việc cai nghiện. Đích thân Hưng đã lái xe chở Hương, Chế Quang Khôi, 23 tuổi, đến đón Nguyễn Thành Đức về. Sau đó, Nguyễn Thành Đức tiếp tục cùng Hương mua bán ma túy. Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 4 năm 2019 đến tháng 3 năm 2021, Hương và đồng bọn đã bán 30 kg ma túy đá và 400 gói hồng phiến, tổng khối lượng 37,36 kg, thu lời tổng hơn 9,5 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Hưng được trả công 120 triệu đồng, Hà Minh Đức 90 triệu đồng, Hương hưởng lợi hơn 580 triệu đồng, Dũng và Thành hưởng 3,1 tỷ đồng, còn lại 5,7 tỷ đồng trả lại cho Hạ Bá Vừ, người Lào, đối tượng cung cấp ma túy. Vì sao nữ cán bộ công an không nhận tội vụ cháy karaoke An Phú? Ngày 24 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết và 3 người bị thương nặng xảy ra vào ngày 6 tháng 9 năm 2022 tại phường An Phú, thành phố Thuận An. Trong đó, nữ cán bộ công an không nhận tội. 5 bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gồm Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú, Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng đều là cựu cán bộ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phạm Thị Hồng, cựu phó đội trưởng thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, và Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh. Bị cáo Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ của đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thuận An bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, gần 21 giờ ngày 6 tháng 9 năm 2022, quán karaoke An Phú bất ngờ xảy ra sự cố chập mạch điện trên trần La Phong tại khu vực tầng 2. Sau đó lửa cháy và lan nhanh cả tầng 2 rồi tiếp tục bốc cao và lan lên tầng 3. Thời điểm xảy ra vụ cháy, có khoảng hơn 60 người trong quán karaoke này. Khoảng một nửa số người này may mắn thoát nạn, còn 32 người đã thiệt mạng cùng 3 người bị thương nặng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy
32 nạn nhân đều có nồng độ cồn ethanol trong máu rất cao. Đáng chú ý, có một nạn nhân nữ có thêm thành phần ketamin, chất ma túy. 5 bị cáo bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Riêng bị cáo Phạm Thị Hồng, nữ cán bộ công an không nhận tội. Bà Hồng là cựu phó đội trưởng thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bị khởi tố sau khi điều tra bổ sung. Trong quá trình điều tra, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra khẳng định, bà Hồng mặc dù là cán bộ công an đang công tác tại đội tổng hợp của phòng hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhưng lại móc nối rồi nhận thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy cho quán karaoke An Phú. Sau đó, Hồng tự thuê thợ để thi công hệ thống này. Để việc nghiệm thu được chót lọt, bị cáo Hồng đã tác động để bị cáo Phạm Quốc Hùng thực hiện việc nghiệm thu cho có. Do tự thuê thợ thi công nên không có tư cách pháp nhân để làm hồ sơ nghiệm thu, Hồng đã nhờ Nguyễn Thành Luân ký hộ để hợp thức hóa biên bản nghiệm thu. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa nhận, chưa có nước nào nhiều xã, huyện như chúng ta chi nuôi bộ máy rất lớn. Sáng 26 tháng 10, phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại tổ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà dành nhiều thời gian để cung cấp thông tin về tiến độ thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Theo bà Trà, đây là một chủ trương lớn nhưng cũng khó khăn, phức tạp và nhạy cảm. Trong 54 địa phương nằm trong diện sáp nhập huyện, cấp xã, có 51 địa phương thực hiện, còn 3 địa phương do những yếu tố không thể thực hiện được là Bình Phước, Điện Biên, Lai Châu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết cho 38 địa phương tiếp nhận hồ sơ của 10 địa phương. Như vậy, theo bà Trà, sẽ sắp xếp và giảm được 9 đơn vị cấp huyện, giảm 562 đơn vị hành chính cấp xã. Thông tin thêm với các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, trên thế giới chưa có nước nào có đơn vị hành chính cấp huyện, xã nhiều như Việt Nam, kể cả đơn vị hành chính cấp tỉnh cũng vậy. Vì thế cũng chưa có đất nước nào mà chi thường xuyên cho tổ chức bộ máy và con người lớn như Việt Nam. Khi chi thường xuyên cho tổ chức bộ máy và con người chiếm đến 62%, không còn nguồn lực để chi cho đầu tư. Nhắc lại tinh thần của Tổng Bí thư sắp xếp bộ máy, trong đó có cả hệ thống hành chính nhà nước, cả cơ quan Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đảng, đặc biệt là các đơn vị hành chính. Bà Trà cho rằng các cấp các ngành cần tinh thần sẵn sàng chứ không chỉ sắp xếp đơn vị cấp huyện, cấp xã. Về việc tới đây có tiếp tục điều chỉnh tiền lương hàng năm không, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng năm 2025 có thể tạm thời dừng lại. Bà Trà thông tin thêm, sang đến năm 2026, chúng ta sẽ tiếp tục có điều chỉnh để nâng cao đời sống người hưởng lương trong khu vực công nhằm đảm bảo tương đồng với yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới. Tới đây, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục rà soát một số đối tượng bất cập trên thực tiễn như nhân viên hành chính sự nghiệp, giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, nhân viên y tế. Bà Trà nhấn mạnh, chúng tôi sẽ rà soát một cách tổng thể để đề nghị điều chỉnh phụ cấp cho phù hợp theo tinh thần nghị quyết của Trung ương, nhất là kết luận của Bộ Chính trị đã ban hành. Làm sao đảm bảo với những đối tượng mang tính đặc thù cần có sự quan tâm, ưu tiên hơn, đảm bảo được đời sống của họ một cách tốt hơn.